Tình hình đây là chương trình bình luận tin tức hàng tuần của Aspitian và sư đồ Phủ Xin kính chào quý, quý, quý khán, khán, khán giả đại truyền hình chào anh Trần Thắng. Dạ vâng thưa quý khán giả và thưa anh Phủ, cái tin mà quan trọng nhất uh, liên quan đến uh, tình hình của Việt Nam đó là cái buổi họp tại của các uh, của các bộ trưởng quốc phòng của khối Đông Nam Á uh, được hàng năm tổ chức tại Soni Kla uh, ở Singapore thì vào cuối tháng năm đầu uh, vào khoảng đầu tháng 6 thì kỳ này đó có một có sự hiện diện của ông bộ trưởng ngoại giao ông bộ trưởng quốc phòng của hoa kỳ ông carter là một vị bộ trưởng tân bộ trưởng do tổng thống bổ nhiệm sau khi ông ông cũ đã từ từ chức thì cái điều quan trọng nhất trong cái buổi họp này thưa anh phụ và thưa quý giả đó là cái việc mà mỹ đã lên án một cách nghĩa là công khai à, trung cộng trong cái việc mà đã cải tạo một số các à, các đảo, các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa thành những căn cứ quân sự có cả, nghe là coi như có cả um, cái vấn đề có cả phi trường, mang luôn đó. cả uh, đại pháo ra ngoài đó, Không có rồi. phi trường và có các căn cứ quân sự. thì Mỹ là có quốc gia phải nói là đầu tiên đã lên án cái về qua những cái hình ảnh vệ tinh và trước đó khoảng mấy tuần trước khi vụ này xảy ra đó thì uh, ông Carter tức là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã cho máy bay uh, bay thám thính các vùng này và không những thám thính một cách công khai mà còn mời luôn cả đài truyền hình CNN đi theo để quay phim và cho công bố cho thế giới biết về cái việc cải tạo những cái căn những cái hòn đảo này trở thành những căn cứ quân sự của uh, của Trung Cộng và ông đã lên án cái chuyện đó tại uh, hội nghị quốc phòng tại Singapore cái vấn đề quan trọng nhất là khi lên án như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là anh Trung Cộng có vẻ lùi bước trong bài diễn văn của đô đốc uh, Trung cộng thì ông ta không hề nhắc đến cái việc đối đầu với Hoa Kỳ ông ta chỉ nói rằng là cái việc cải tạo uh, các hòn đảo này có lợi cho tất cả mọi bên trong, trong trong khu vực là bởi vì nó nếu mà có tàu bè bị hư hoặc là bị nạn trên vùng biển đông thì đây là những cái trung tâm có thể chạy ra cứu Thế, những người đó nhưng mà từng tháng thấy như vậy nào yeah. cái chiêu này là chiêu của Hoa Kỳ đi cái chiêu này vừa vấn đề truyền thông yeah mà vừa vấn đề quân sự trước đây chúng ta để ý cái chính sách của hoa kỳ đó thường thường đó là hoa kỳ chỉ đưa những cái satellite cho biệt quân sự hoa kỳ vâng. và sau đó tàu bè hoa kỳ tới chặn rồi bảo rằng là phía bên đây có những cái chuyện này chuyện này chuyện này vâng. nhưng mà kỳ này hoa kỳ không làm như vậy vâng hoa kỳ dùng cái vấn đề truyền thông để làm hậu thuẫn dạ. sau khi làm hậu thuẫn với cả thế giới biết đây là trung cộng làm như vậy nè dạ. cùng lúc á thì tàu dạ. bè hoa kỳ cũng đi rượu võ trước dạ. mặt anh trung cộng dạ. và dương oai trước mặt anh trung cộng luôn dạ bảo là đây là tàu chúng tôi chạy qua đây đây là vùng biển Đấy. được đi lại tự do nè. Vâng. và đồng thời có đài truyền hình tới quay về những chuyện xâm lấn của anh Trung Cộng vâng. thì anh, anh Trung Cộng mới đưa ra cái nực cười là anh làm như vậy để cho có lợi cho cả thế giới từng vâng. nói thế buồn cười không tức là cái này mà, à, 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 ai ai tin đúng thì anh anh Trung Cộng rõ ràng mình thấy là trong cái buổi họp này Trung Cộng đã có vẻ lùi bước trước vị tấn công của phía bên Hoa Kỳ mà hoàn toàn không có những cái đố sách mà dám như, như là những phía bên Trung Cộng đã từng tuyên bố trong những tờ báo Nhật Báo Nhân Dân của họ rằng là sẽ tấn công hoa kỳ nếu mà còn vẫn gọi xâm phạm chủ quyền của họ tại vùng biển đông thì đó thì chúng ta thấy là đó là cái cái việc của, uh, của ông Carter về phía cộng sản việt nam thì uh, ông uh, thứ trưởng cộng sản việt nam nguyễn trí vịnh cũng đã có tham dự cái hội nghị uh, shangri la cái điều đặc biệt đó là cái hình vừa rồi thưa quý nhà đó thì báo chí việt nam tại vì có đăng đó là ông ông vịnh ông cho rằng là uh, nếu quả thật là trung cộng có kéo pháo tức là có kéo uh, đại pháo ra trường sa đó thì thì cái này nó làm cái thông tin uh, cần 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 đáng quan tâm để thắng ông hiểu rằng là Ông là thứ trưởng bộ quốc phòng thì những cái tin này ổng phải biết trước chứ đâu có cần phải đợi báo chí đăng rồi hoặc là đại trường cnn họ đăng lên rồi thì ông mới bảo rằng là nếu có đó thì có là, là, cái điều nên cần quan, Nhưng quan tâm nhiều khi thứ trưởng việt nam không biết trước thì đừng thắng ơi làm ngơ luôn tại vì trung cộng Không <laughs> biết làm ngơ luôn không à? phải tại trung cộng đã nói rồi tao để khẩu đại pháo ra ra đó <laughs> biết rồi bây giờ nói sao giờ đó, đó thì vấn đề là như vậy thì nên tuyên bố rất là yếu ớt <laughs> rất là rất là yếu ớt và chính vì chúng ta mới thấy là um, cái, cái cái phản ứng của cộng sản Việt Nam tại Shangri-La rất là yếu ớt vẫn là cái 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 trò rằng là chúng tôi không liên minh quân sự với ai chúng tôi cần giải quyết tất cả trong vấn đề hòa bình và đàm phán thế thì sau khi cái buổi hội buổi hội nghị ở tại Shangri-La thì ông Carter bộ trưởng trưởng quốc phòng của Hoa Kỳ có đến Việt Nam uh, hồi cuối tuần tức là vào ngày uh, chủ nhật và có có ký một số cái hiệp ước liên quan đến à, quốc phòng hợp tác quốc phòng với à, bộ, phùng quang thanh cộng sản việt nam tức là bộ trưởng cộng, à, quốc phòng cộng sản việt nam thì trong cái trong cái buổi ký kết đó sau buổi ký kết đó thì à, ông phùng quang thanh ông đã kêu gọi báo chí việt nam có đăng cái bản tin rằng là thứ nhất là hoa kỳ đó sẽ đồng ý sẽ cung cấp 18 18 triệu mỹ kim để cho à, cảnh sát việt nam mua tàu để mà tuần tra biển và cái hình kế tiếp thưa quý nhã thì ông Bộ trưởng Cộng sản Việt Nam Phùng Quang Thanh ông kêu gọi các nước giúp mua tàu tuần tra biển để mà tuần tra biển để bảo, bảo vệ vấn đề Biển Đông. Thì cái vấn đề đã đặt ra đây thì thắng ý muốn nói cái câu này của bài báo này. Thứ nhất là chúng ta biết rằng là ngay từ hồi thở như là thở thiên lập địa của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Cộng sản Việt Nam dựa vào quốc tế Cộng sản của Liên Xô để mà tiến hành các công cuộc gọi là à, quốc tế hóa Việt Nam và Đông Nam Á đến năm đến khi mà quốc tế cộng sản bị giải tán bởi bởi Stalin thì ảnh ôm chân của của Mao Trạch Đông và xin tiền và vũ khí của Mao Trạch Đông để đánh Pháp sau khi đánh Pháp rồi thì ôm chân Trung Cộng và Liên Xô để xin tiền để đánh Mỹ tiếp đúng không ạ sau khi đánh Mỹ rồi đó thì bị à, thì mới quay sang phản chủ là anh Trung Cộng Trung Cộng và đi theo Nga và bị Trung Cộng trừng phạt cho tới ngày, trừng phạt trong cuộc diễn năm 1779. Thì bây giờ khi nói đến cái vấn đề liên quan đến an ninh lãnh thổ đó thì Cộng sản Việt Nam là một lần nữa đi xin thế giới giúp tàu để mà giúp mua tàu để mà tuần tra biển. Tức là Cộng sản Việt Nam từ thời thổ thì từ thổ sinh ra cho đến ngày hôm nay nó là một cái con ký sinh trùng. Chỉ biết ăn bám và sống nhờ vào sự nghĩa là theo lý còn gì là cầm bát đi ăn sinh và dùng đó phải, phải chỉ mà cầm bát ăn sinh mà được người ta cho tiền đó mà để mà xin kinh tế rồi nó nói làm gì nhưng mà nó chỉ cho súng và đạn thôi để anh giết nhau để mà anh trong nhà để mà anh em giết nhau rồi bây giờ đến cái việc mà bảo vệ cái cái quyền lợi hài của đất nước của mình của hải phận của mình thì cũng kêu thế giới giúp mình để mô tàu bản thân ảnh không có khả năng để mà có thể bảo vệ cái đất nước mà, của mình nhưng mà cái cách mà anh trung anh anh cộng sản việt nam anh kêu gọi đó anh từng thắng yeah anh kêu gọi một cách gọi là rất là mù mờ yeah. chẳng hạn như anh nói anh nếu cũng cùng một cách tuyên bố và anh kêu gọi thế giới để vâng. giống như là hoa kỳ họ kêu coalition lại đánh uh, afghanistan rồi đó vâng cái kêu gọi của cộng sản việt nam đây tôi nghĩ là phải kêu gọi một cách chính đáng tính hơn yeah. nếu muốn kêu gọi anh vâng. kêu gọi cũng được vâng. nhưng mà anh kêu gọi bằng cách là hiện giờ cái vùng hàng hải là vùng tự do đi lại của thế giới về vấn đề thương mại vâng. và trung cộng đã vi phạm chủ quyền lãnh hải của việt nam vâng. và các nước đông nam á vâng. yêu cầu các nước khác giúp chúng tôi một tay vâng để đánh đuổi anh trung cộng hoặc là cho cái quyền đi lại hàng hải của thế giới vâng anh nói như vậy nghe còn hùng hồn anh đừng thắng phải không? <laughs> còn cái này anh nói đi giống đi anh xin nó cũng cùng cái nói thôi mà nói giống đi anh xin đó. Rõ. tức là không có khẳng định cái lập trường của mình là mình bị vi phạm chuyện gì vâng. lãnh hải mình bị vấn đề gì dạ. lãnh hải của ai bị vấn đề gì vâng. và tại sao chúng tôi cần thế giới giúp chúng tôi trong chuyện bảo vệ cái vùng đi lại của Việt đông này vâng nói có rõ nói, kiểu ông đi xin không nói ai anh cho ông nhưng mà nhưng mà cái cũng cũng cái việc đi xin nó thì anh đã đi xin anh anh đã đi ăn mày thế giới từ cái thời mới lập đảng cho tới ngày hôm nay để mà để mà bảo vệ cái quyền lợi của đảng của anh thì cái đó mới là điều bởi vậy mới nói rất siêu trong cái yeah. chuyện này chứ nếu á tại vì anh muốn bảo vệ quyền lợi của đảng mà quyền, yeah, quyền yeah. lợi của đảng lại lệ thuộc vào anh trung cộng Bởi anh trung cộng cho nên á nói rất ư là siêu cho nên anh không dám nói như anh trình bày đó là chúng giúp chúng tôi đi bảo vệ của biển đông anh chỉ nói là tuần tra biển thôi chứ anh cũng không dám nói rằng là để anh bảo vệ anh trung cộng nhưng mà chúng ta thật chất là tôi đã nói trong cái hồi ký của, Võ Văn Giáp là nói rất rõ mà nếu không có sự viện trợ kinh tế và súng đạn của Mao Trạch Đông thì bây giờ thì làm sao Đảng Cộng sản Việt Nam có thể thắng Pháp được? Cho nên cái Đảng Cộng sản Việt Nam là nó đẻ ra là do Mao Trạch Đông đẻ ra thì làm sao anh có thể quay lại dám đánh cha ghẻ mà đã từ một lần phản bội cha ghẻ rồi thì đã bị cha ghẻ đập cho một trận rồi. Cho nên bây giờ Nguyễn Chí Vĩnh mới bảo là chúng tôi không liên minh quân sự bên nào ra đóng phái nào. Là bởi vì cái đó là có lẽ là anh đã đồng tình với bà ký kết với anh Trung Cộng là, là bây giờ tôi liên minh với người khác đã đánh anh nữa nó trở lại cái ta, chuyện thần, đã, nó trở lại cái chuyện như, như là cái chuyện mà hồi xưa nhiều triều đại của Việt Nam đã bị thành phục của Trung cộng yeah. Chứ Thì đó anh, ràng... anh 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 cộng sản Việt Nam là một triều đại thành phục dạ Trung vâng. cộng à, đó là cái tình tình trạng của cộng sản Việt Nam bây giờ chúng ta trở lại cái bài diễn văn của ông uh, Bộ trưởng của phòng Carter tại Lan thì bài viễn văn của ông ta nếu chúng ta nghiên cứu kỹ cái bài viễn văn của ông ta kêu gọi thì anh phủ khuyến giả đây là bài đây là nguyên văn bài viễn văn của ông Carter được đăng trong bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ trong đó thứ nhất khi ông ta nói về vấn đề Biển Đông thì ông ta được kêu gọi là tất cả quốc gia ngồi chung với lại với nhau nó gọi là collective effort giống như cái khối NATO của bình Âu Châu và chúng ta cùng ngồi với nhau và khi và thứ hai ông ta hứa ông ta nói rằng Hoa Kỳ commitment tức là cam kết sẽ trở lại vùng à, vùng Biển Đông thứ ba là khi ông trở lại như vậy thì tất cả các quốc gia ngồi lại chung với nhau đó là hoa kỳ sẽ giúp đỡ, nghĩa là nghĩa là khi ngồi chung với nhau là không phải chỉ vấn đề quân sự mà nó liên quan vấn đề kinh tế và vấn đề ngoại giao và tất cả mọi người phải ngồi chung với nhau để mà cùng à, cùng, cùng 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 đi lên và điều quan trọng đó về 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 vấn đề chiến lược và cân bằng tại biển đông thì ông Carter đã nói là hoa kỳ sẽ đem tất cả những cái những cái tội nghĩa là cái kỹ thuật quân sự tối tân nhất sẽ về đầu tư lại cho vùng Biển Đông. Trong đó ông nói rõ là cái tàu ngầm nguyên tử mới nhất Hoa Kỳ vừa mới đóng sẽ được mang về Biển Đông để mà làm việc tại 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 Biển Đông. Ông ta cho biết như vậy. Và thứ ba đó là cái vấn đề đó là cái vấn đề đây là vấn đề coi như là cận như là tất cả trách nhiệm phải chia chung. Tức là Hoa Kỳ không có không có chủ trương là làm anh anh hai anh cả trong việc này. Trong vấn đề kinh tế chẳng hạn như vấn đề TPP đó là một hình thức Hoa Kỳ quay trở lại và cùng làm việc chung với nhau. Để mà tất cả đó là một cái ước thương mại dạ. về vấn đề mậu dịch và đồng thời vấn đề quân sự là sẽ hợp tác chung với tất cả các nước Đông Nam Á dạ. và Hoa Kỳ bây giờ từng tháng không thể nào cán đáng nổi cái 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 chuyện đó nữa dạ. về vấn đề quân sự đó dạ. Hoa Kỳ có thể là cái người mà đưa vũ khí cũng như người đi đầu thôi dạ vâng. nhưng mà Hoa Kỳ không phải là người cán đáng cái trách nhiệm đó và Hoa Kỳ muốn giải cái trách nhiệm đó ra cho tất cả các nước xung quanh vùng Đông Nam Á dạ vâng. thì, thì đúng rồi cái là collective, nghĩa là tất cả mọi người cũng ta còn hợp tác với nhau để mà giải quyết vấn đề chung và ông ta đều đặc biệt đó là đó là bài diễn văn của ông ấy và chúng ta thấy rất rõ cái chiến lược của Hoa Kỳ tại vùng biển Đông trong những ngày sắp tới qua bài diễn văn của ông. Không đề anh trung cộng. Không có nhắc tới vấn đề anh Trung cộng trong trường hợp này, không cần nhắc. Dạ không cần nhắc. Không cần nhắc. Cô mà không cần nhắc đến anh Trung cộng là tại vì kẻ thù chung anh Hoa Kỳ biết đó là anh Trung cộng. Dạ vâng, không cần phải nhắc tới. Vâng, trước khi trở lại phần bình luận tin tức xin mời quý nhà theo dõi phần thông tin thương mại của đại truyền hình SPTN chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.